Xin chào mọi người nha, hôm nay tôi lại bị đá với level 1 phiêu bạc khắp nơi đến cái pháo đài hải quân. Thì tôi đã phát hiện một cô gái mặc áo màu cam đang cầm trên tay cái chắc quỷ con nhện. Thấy tôi đẹp trai quá nên là cô ấy đã tặng cho tôi cái chắc quỷ này luôn. Và như thế là tôi đã bắt đầu cái hành trình gánh đơn và truy tìm những chắc quỷ truyền thuyết từ cái level 1. Ok, thì trước khi bắt đầu video mới ngày hôm nay thì mọi người nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh với nhá. Và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất luôn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đầu tiên thì chắc chắn là tôi phải ăn luôn cái chắc quỷ con nhện này rồi, chứ không ăn thì lấy đâu có được cái võ công cái thế để mà đi tung hoành cái C1 này được mọi người. Giờ ok, ăn luôn cái chắc quỷ con nhện này nha. Dựa vào cái sắc đẹp của mình, tôi lại tiếp tục được cô gái mặc áo màu cam dắt đi farm diver và mở thông thạo nha mọi người. Đấy, nói chung là đây là một cái lợi thế của người đẹp trai đó mọi người ơi. Và đây chính là cái chiều thứ nhất của cái chắc quỷ con nhện, móng vuốt tơ nhện đỏ vải cả lúa. Chiều thứ hai, 7 tờ đập xuống mọi người, đập y chang như đập bóng gỗ vậy đấy. Chiều thứ ba, tờ tử nhiệt. Ghê chưa mọi người. Và đây chính là cái chiều bá nhất của chắc quỷ con nhện, ngủ tờ kích. Oh my god. Ghê chưa mọi người, sao nó không có hiệu ứng gì trang trại, nó không lên liver mọi người ơi. Lên tới liver này thì tôi biết rằng là farm ở cái đài phun nước thì nó không còn giá trị nữa, nên là tôi đã quyết định rời xa cô gái mặc áo màu cam, bay đến cái núi tiết để đi truy tìm của chắc quỷ tiếp theo. Từ xa tôi đã nhìn thấy một cái chắc quỷ màu xanh lá cây, ôi vãi cả lúa, ở trên là cái chắc quỷ tơ rét mọi người ơi. Sẵn tiện đây thì tôi cũng thông báo đến mọi người, tôi đã tạo thêm một cái kênh Nana Rocklot và tôi đã đặt nó ở cái phần mô tả. Kênh này thì tôi làm những cái game Toilet Tower Defense. Nếu mà bạn nào có chơi cái game này thì nhớ kết bạn với tôi nha, để chơi chung nha mọi người. Tại vì tôi cũng mới chơi nên là cũng không có nhiều bạn lắm. Và đặc biệt là đừng quên cho mình xin một lượt đăng ký kênh và bật chuông ở cái kênh này luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thế là tôi đã lượm được cái chắc quỷ truyền thuyết đầu tiên rồi đó mọi người ơi, một cái chắc quỷ tơ rét. Đây là lần thứ 3 mà tôi làm từ cái level 1 và tôi đã nhặt được cái chắc quỷ tơ rét đó mọi người. Tôi không hiểu vì sao mà ở cái C1 này hiện tại là nó đang bam cái chắc quỷ tơ rét, là nói chung là cũng nhiều đấy. Nếu mà tính trong những cái chắc quỷ truyền thuyết thì tôi thấy rằng là cái chắc quỷ tơ ghét này nó xuất hiện là nhiều hơn những cái chắc quỷ khác nha. Hầu như là ở cái C1 này, từ bữa mà tôi làm từ cái level 1 đấy, hầu như là tôi đều lượm được cái chắc quỷ tơ ghét cả. Ở cái level là 199 thì tôi đã quyết định đánh thẳng đến cái đảo nhà tù. Đầu tiên thì đó chính là những cái thằng tù nhân không nguy hiểm. Tiếp theo đó chính là những cái thằng tù nhân quá nguy hiểm. Và đến trưởng phòng marketing của nhà tù, giám đốc kinh doanh của nhà tù, và cuối cùng thì đó chính là chủ tịch giả nghèo của nhà tù. Hai cái chắc quỷ con nhện đấu nhau nha mọi người. Thằng này nó nghèo thiệt, nó méo chịu ghê áo luôn. Đến cái giây phút này thì tôi đã quyết định ăn luôn cái chắc quỷ tê rét. Mặc dù là tôi đã ăn cái chắc quỷ tê rét này rất là nhiều lần, nhưng mà hôm nay tôi sẽ quay thêm một cái kiểu khác nha mọi người. Đó chính là tôi ăn cái chắc quỷ tê rét, nhưng tôi không đi farm liver mà tôi đi kiếm cái thằng đồ đốc nhỏ nhen này nè mọi người. Cái thằng này hình như là nó hồi xưa nó tên là phó đô đốc đê tiện đó mọi người, mà chữ đê tiện nó kỳ quá hay sao đâu á. Rồi bây giờ là nhà phát hành dịch đó mọi người, dịch bỏ cái chữ đó rồi. Rồi ok đó. Mục đích đầu tiên thì đó chính là không phải lấy cái áo tròn của nó đâu, tự nhiên nó tặng đó mọi người. Chứ cái áo này xấu quắc là hơi tôi cũng bỏ mọi người ơi, đeo thì nó tăng thêm năng lượng đó mọi người. Mục đích của tôi đó chính là đi truy tìm một chắc quỷ truyền thuyết tiếp theo đó mọi người. Và tôi đã phát hiện đó chính là một cái chắc quỷ lửa. Mục đích của tôi thì không phải là một cái chắc quỷ tầm thường như vậy, nên là tôi đã quyết định đi tìm một cái chắc quỷ khác. Và rồi một cái chắc quỷ trắng đậm mọi người ơi, cái chắc quỷ trắng đậm của bát sâu trắng đấy. Và tôi đã ăn nó rất là nhiều lần nên hôm nay tôi quyết định là tôi không nhặt nó, đổi sang một cái server khác. Và rồi tôi lại phát hiện một cái chắc quỷ, đó chính là cái chắc quỷ gầu trắng, một cái chắc quỷ rất là ghê gớm. Chữ ghê gớm ở đây đó chính là nghĩa đen nha mọi người. Ghê thiệt luôn đó mọi người ơi. Thôi đổi sang cái server khác luôn nha. Ở cái đảo này thì nó có hai cái vị trí bam đây nè mọi người. Đó, ngay cái lối mà đi lên cầu thang đó mọi người, đây là một cái vị trí bam nha. Và lúc này là tôi đã mở ra được ba cái chiêu đầu tiên của chắc quỷ T-Red. Đây chính là cái chiêu tiếng rầm bạo chúa, thổi nó ra đó mọi người, hút lại rồi thổi ra đấy. Cái chiêu đó nhìn rất là ngầu đó mọi người. Cái chiêu đó nói chung là cũng khó chịu lắm nha. Đi PvP cái chiêu đó rất là khó chịu luôn đấy. Đánh ở cái đảo này mục đích không phải là farm liver, mà cái mục đích đầu tiên đó chính là đi tìm chắc quỷ. Đây là thêm một cái chắc quỷ nữa nè mọi người, đó chính là cái chắc quỷ cao su của Monkey D. Luffy. Hồi nãy tôi thấy có một thằng liver thấp nó ở đâu đây nè, để tôi cho nó coi. Kìa kìa kìa, nó chạy rồi mọi người ơi, nó giống như con chuột vậy đó, nó chui qua chui lại. Giờ nó lại bò lên cầu thang, bò lên đó làm gì ba, trên đó có khỉ gì đâu trời. Xuống đây nói chuyện nghe chơi nè. Đó, ôi, bò lên trên kia rớt xuống trời ơi. Phải lúa, ông này dí nhảnh ghê luôn bay. Giờ ok, đến đây, đến đây, đến đây. Đấy,
Ủa, tưởng mình gạ đi đâu cái gì trời, đi theo tới đây thì đi theo luôn đi, còn đứng đó làm gì nữa. Đấy, đến đây, đến đây. Đó, đây, tặng bà một cái chắc quỷ. Đó chính là cái chắc quỷ của vua hải tặc tương lai Monkey D. Luffy đó nha, không phải dạng vừa vừa đâu. Cái mục đích thứ hai đó chính là farm Belly. Và đến cái giây phút này là tôi đã có được 3 triệu Belly rồi đó mọi người ơi. Giờ ok, đến cửa hàng giống như cá. Đấy, cái mục đích là như vậy đó mọi người. Để xem coi trong cửa hàng bán cái giống gì nha. Có 3 triệu Belly mua được cái gì đây. Giờ ok, còn 19 phút nữa là sẽ ghi xé là cái chắc quỷ đấy. Vâng, đó chính là cái chắc quỷ Venom nha mọi người. 3 triệu Belly chẳng luôn á trời, hết tiền luôn mọi người. Đấy, cái mục đích của tôi là như vậy đó mọi người ơi. Và tôi đã có được cái chắc quỷ Venom từ cái level 331 nha mọi người. Chưa dừng lại ở đó, tôi lại tiếp tục đi lang thang ở cái đảo Tân Binh. Và rồi tôi lại phát hiện cái chắc quỷ, đó chính là cái chắc quỷ âm thanh. Chắc quỷ âm nhạc, âm thanh âm nhạc gì đó cũng được. Nó đang hát lắm mọi người. Kìa, phải cả lứa. Một cái chắc quỷ quyền thoại nha. Một cái chắc quỷ mới đời thứ hai đó mọi người. Đó, cũng rơi chứ bộ. Cũng ngon đấy. Cái chắc quỷ này bữa hổm farm liver bằng cái chắc quỷ này rồi. Đấy, nhưng nên là hôm nay là chỉ lưu trữ thôi, chứ không có ăn nữa đâu. Tại mới ăn cái chắc Venom chưa làm gì luôn ấy. Dựa vào cái sắc đẹp của mình, tôi lại tiếp tục được con gái nhà người ta dắt đi mở thông thạo nha mọi người. Lần này mở thông thạo thôi, tôi chỉ cần mở ra cái chiêu độc tố cuồng nộ ở cái liver, ở cái thông thạo 50 đó mọi người. Cái chiêu đó đi farm liver rất là đẻ luôn, nên là chỉ cần cái chiêu đó thôi là đã đủ đi tung hoành ở cái siêu một này rồi. Đó, con gái nhà người ta rất là nhiệt tình luôn mọi người ơi. Rồi ok, đẹp trai nó có khác là như vậy đấy. Và rồi tôi đã sắp mở được cái chiêu rồi đó mọi người. Nó chỉ 50 điểm thông thạo thôi nha, độc tố cuồng nộ. Đó chính là cái chiêu mà con rắn đó mọi người, con rắn nó bò đấy. Rồi ok, để như thế là đã mở khóa thành công kỹ năng mới rồi mọi người ơi. Đầu tiên thì chúng ta dùng cái võ công mạnh nhất ở cái game này, đó chính là võ tân binh. Chúng ta đi gom quái lại thôi. Đấy, một cái võ rất là mạnh luôn nha mọi người. Đó, kêu nhẹ nó một cái rồi gom nó lại một cục nè. Tiếp tục đó chính là dùng cái chiêu ép nè. Đó, chứ càng lùa nó đó mọi người. Đó, chạy vòng vòng vậy thôi đó, chạy vòng vòng vậy thôi. Đấy, như thế nha mọi người, chịu khó một chút xíu. Đấy, như vậy là xong rồi đó mọi người ơi. Farm liver như vậy đó cho nó khỏe trong dự cả, đánh chi cho nó mệt. Tương tự như vậy thì tôi lại tiếp tục tấn công vào cái lồng dung nham để đại chiến 800 hiệp với lại là đô đốc dung nham. Rồi ok, đây là mọi người, vẫn tiếp tục như vậy thôi. Đó, nó xây sẩm mặt mày nó rồi đó mọi người, chứ cần thải thêm cái chiêu Z nữa nè. Đó, như vậy là xong rồi đó, phải kể lúa không. Lên tức liver là 376, tôi đã tiến thẳng như cái đảo người cá bằng cái chiêu độc kích. Đó chính là cái chiêu huyết đó mọi người. Hãy đánh xây sẩm mặt mày cái tụ người cá luôn mọi người ơi. Tiếp tục tiến thẳng vào bên trong lãnh địa của người cá, đại chiến 900 hiệp với lại là chúa tể người cá. Đấy, vẫn y chang như hồi nãy luôn mọi người ơi, không có gì khác cả. Mà cái thằng này nó mạnh lắm nha. Nói chung là đánh nó vừa đánh vừa trốn nha mọi người, tại mình không có cài chỉ số máu đấy. Nói chung là chúng một chiêu của nó là lên đường đó mọi người. Đó, nó chơi kìa mọi người, nó chơi nhảy dây với tôi kìa, phải cả lúa nó không. Rồi ok, đây nè, mình núp mọi người, núp ngay góc cột á. Chứ vừa đánh như này vừa nó đánh vừa núp nha, chứ chúng chiêu nó là mệt lắm đấy. Chúng chiêu nó chịu không nổi đâu mọi người ơi, chịu không thấu đâu. Ai thấu nổi đâu này. Kìa, nó bằng mắt đen kìa mọi người, tại nó đứng trên cái bãi nước miếng của tôi đấy. Đây là một lợi thế của chắc quỷ Venom nha mọi người, đó chính là cái nước miếng có độc đó. Mình chỉ cần gạ nó đứng trên cái bãi nước miếng của mình thôi, nước bọt đó mọi người, nước bọt đi nha. Nó nước bọt cho mọi người dễ hiểu, nước miếng nghe ghê sao đâu á. Đó, nó hy sinh rồi đó mọi người ơi, phải cả lúa chưa. Phong độ đang cao nên là tôi lại tiếp tục đánh thẳng lên tới tận thiên đình luôn nha mọi người. Vẫn tiếp tục đó chính là phun về cái bãi nước bọt. Đó, rồi ok. Phải dụ nó mọi người, phải gạ nó lại cái bãi nước bọt á. Chứ thật sự nếu mà nó không đi lại bãi nước bọt thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đó, mọi người thấy không? Đó, độc tố cuồng nộ cũng rất là mạnh nha. Đấy, đó. Rồi ok, như vậy đó mọi người. Chỉ cần đợi nó hy sinh thôi. Rất là đơn giản luôn. Và cái giây phút này thì tôi đã mở thành công cái chiêu thứ tư, đó chính là xương độc đó mọi người. Đầu tiên thì chúng ta gom nó lại, xong chúng ta dùng hai cái chiêu đầu tiên, tiếp tục là chúng ta dùng cái chiêu thứ ba thôi. Đấy, dụ nó đi trên cái bãi nước bọt này mọi người. Đấy, rất là đơn giản luôn. Farm liver rất là nhanh. Đấy mọi người thấy chưa, chỉ cần 3 chiêu thôi. Lên tới level là 602, tôi lại đi phiêu bạc khắp nơi. Và rồi tôi lại phát hiện một cái chắc quỷ màu xanh. Đó, một cái chắc quỷ cũng tương tự giống như là cái chắc quỷ Kitsune vậy đó mọi người, cũng màu xanh y chang như vậy luôn. Nhưng mà đây là một cái chắc quỷ thuộc hệ khác nha mọi người, đó chính là hệ không gian. Đấy, không gian, thời gian đó mọi người, ghê lắm. Một cái chắc quỷ giúp chúng ta có thể đi lòn qua một cái không gian khác. Đó, ghê chưa, một cái chắc quỷ rất là bá luôn nha. Giờ ok, thả nó xuống nước nè. Đó, nó không có chìm mọi người, chỗ này không có chìm. Chỗ này là cái kênh mương thôi chứ không phải là nước biển. Giờ ok, liệu chị cái đẻ. Và rồi tôi đã phiêu bạc đến cái đảo Tân Binh thì tôi đã phát hiện một cái chắc quỷ y chang hồi nãy luôn, vậy cả lúa. Hồi nãy cái chắc quỷ âm thanh nó cũng bay mới đây nè trời. Cái gì vậy? Hai cái bam cùng một chỗ luôn, vậy cả lúa mọi người ơi. Gì đâu mà ngày của âm thanh hay sao đâu mà bam lắm thế trời. Ôi, ngộ thiệt luôn á mọi người, lần đầu tiên mới thấy cái trường hợp này đó nha. Rồi sao mà lưu trữ đây? Trời ơi, trời.
rồi hết chỗ chứa luôn rồi, thôi vứt bỏ đại đi chứ ai lượm thì lượm. Rồi ok bỏ đây luôn nha. Lên tới level này rồi thì tôi thấy rằng là cái sư một nó không còn hứng thú gì với tôi nữa, nên là tôi đã quyết định đại chiến 1000 hiệp với lại là thánh nghịch thối. Đó rồi ok, để đánh bại cái thằng thánh nghịch thối này để mà qua sư 2 luôn nha mọi người. Giờ ok, không cần đánh cũng được, chỉ cần lên level 700 được rồi. Nhưng mà tại tôi làm màu làm mè vậy đó mọi người, đánh nó cuối cùng chơi cho vui vậy đấy. Đánh nó cho thêm hai cái level nữa là 700 liền à. Đấy, 698 rồi, rồi đó, ghê cho mọi người. Vậy cả trưởng lên 701 luôn. Đến một cái vùng đất mới nên là tôi cũng quyết định đi phiêu bạt khắp nơi. Và rồi tôi lại phát hiện một cái chắc quỷ. Ồ vậy cả lúa thiệt luôn rồi đấy. Cái gì vậy trời? Phải không vậy? Cái gì đâu mà âm thanh không vậy? Ồ cái này giống cho anh quá ta. Cái này giống như là admin cho anh tôi á mọi người ơi. Trời đó, một cái chắc quỷ bam nha, không phải là người cho anh đâu mà admin cho anh hay gì đấy. Trời trời, thấy lưu trữ không được rồi, cứ thả mấy cái chắc quỷ này hoài vậy trời. Phải cả lúa luôn ấy, rồi giống như là cái kiểu mà kêu mình mua rương thêm hay sao đó mọi người ơi. Sau đó tôi lại tiếp tục đi tham quan đến cái đảo nghĩa địa. Đi du lịch mà mọi người, đảo nào mình cũng tham quan cả. Rồi tôi lại phát hiện một cái chắc quỷ. Rồi lần này tôi không còn gì để nói nữa rồi đó mọi người ơi. Cái này người ta gọi là chân chân Việt Nam là mọi người. Đấy, bây giờ đi đâu cũng vậy cho mọi người. Đi đâu cũng nó xuất hiện cái chắc quỷ âm thanh này hết trơn ấy. Nói chung là chịu luôn rồi đó mọi người ơi. Giống như là cái kiểu mà không mua rương đúng không? Mày không mua rương, tao cho mày lượm chắc quỷ âm thanh hoài luôn, lượm cho tới già luôn. Chừng là mày mua cái gương thì thôi. Đó, rồi chịu rồi, vứt xuống biển luôn. Lên tới level là 865, tôi đã quyết định đi đại chiến 1100 hiệp với lại là thánh lò xo. Jeremy đó mọi người, thằng cửa áo hồng BD giống thằng ở cái C2 nè, ở C1 đấy. Sorry mọi người nha, ở cái đảo nhà tù đó mọi người. Nhưng mà cái thằng này á, là nó mặc cái áo thun ba lỗ màu hồng mọi người. Thằng kia thì mặc áo khoác màu hồng. Hai thằng này mà kết hợp lại với nhau thì B không thể nào mà chịu nổi luôn ấy. Rồi ok đây nè, đó, quánh rất là đơn giản mọi người ơi. Rồi ok, và như thế là tôi đã mở thành công cái chiều cuối cùng, đó chính là cái chiều biến hình. Đây nè mọi người ơi, đó Venom nè mọi người, đây mới thực tế là Venom đây. Phải thực sự Venom, nếu mà ăn cái chất quỷ Venom mình phải biến hình chứ đúng không? Còn không biến hình thì nó đâu phải Venom đâu. Để kết thúc cái hành trình ngày hôm nay, tôi đã quyết định lặn lội đến cái đảo đầu lâu. Và rồi tôi đã phát hiện một cái chất quỷ đang treo trên cây rồi. Không còn gì để nói luôn rồi đó mọi người ơi. Đấy, năm trái nha, đây chính là cái chất quỷ thứ năm. Một cái chất quỷ để cho tôi kết thúc cái video ngày hôm nay đó mọi người. Phải nói một câu như thế này, tôi năm nay sống đến 70 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như cái trường hợp này cả. Giờ cái thôi, bây giờ mình xin dừng đây nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đừng quên đăng like và đăng ký kênh nha mọi người nha.